Heno Henu xin tất cả anh em nhé, mình là LTL đây, đẹp trai Matsu03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGBF NTN của mình nhá. Ok, hôm nay mình quyết định là quay lại cho anh em một clip siêu thú vị về Free Fire nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì hè rồi, Free Fire thôi. Anh em đừng quên là hè rồi nha, là muốn kết bạn với mình, chơi game với mình, đừng quên là comment ID nhá và trả lời đúng câu hỏi của mình nha anh em ơi. Thì anh em sẽ nhận một phần quà từ mình nha anh em ơi. Thì đó anh em biết thì cái ba lô mình đang mang có tên là gì nha anh em ơi. Thì câu hỏi này quá là dễ rồi anh em ơi. Anh em nào chơi game lâu năm thì chắc chắn anh em sẽ biết ba lô này tên là gì nha anh em ơi. Thì mình sẽ chọn ra 10 bạn đấy này, mình sẽ kết bạn này, mình sẽ tặng quà anh em ơi. Ok chưa? Hợp lý chưa anh em ơi? Nên là anh em nhớ là trả lời đúng nhá. Đừng quên là like, đăng ký kênh, bật chuông lên để khi mình ra clip thì anh em sẽ nhận được thông báo từ mình nha anh em ơi. Thì đọc cái tiêu đề anh em cũng biết thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ kết hợp với Subi TV nha bạn. À Subi TV, nhầm. Mình sẽ kết hợp với Subi TV nha anh em ơi. Rồi bọn mình sẽ quyết định là mình sẽ tanh bò lấy top và không phải là quấn máu đâu nha anh em ơi. Hôm nay bọn mình sẽ không quấn máu nha. Bọn mình sẽ quyết định là mang cái kỹ năng của con nhân vật là Capella nha anh em ơi. Con nhân vật này được làm lại nha bạn. Có nghĩa là anh em sẽ bắn vào đồng đội anh em ơi thì đồng đội của anh em sẽ cộng máu kiểu dạng như súng điện anh em ơi. Đấy, nói chung là hai đứa mình sẽ mang kỹ năng này đi rồi bọn mình sẽ tanh bo theo kiểu đấy nhanh ơi. Nói chung là khá là thú vị đấy. Và đặc biệt để cho tăng phần gay cấn thì bọn mình sẽ quyết định là chấp 4 dao rồi lật kèo lại tanh bo. Ok chưa? Anh em thấy hợp lý chưa? Anh em thấy hay thì đừng quên là like nhá. Ok anh em ơi, thì không linh tinh liên thuyền nữa anh em ạ. Thì bây giờ chắc là mình sẽ mời Subi vào nhanh em ơi. Đấy, giờ cùng Subi đi tanh bo luôn nha. Và bọn mình sẽ quyết định là chơi chế độ gì nhỉ? Độc lang chiến nhanh em ơi. Ok chưa? Anh em nhớ là like và nhớ là xem được cái clip này không thua nhá. Thôi không linh tinh liên thuyền nữa, bây giờ bọn mình sẽ vô rồi. Ok anh em ơi, thì mình và Subi đã tìm thành công trận đấu rồi nha anh em ơi. Thì như cái tiêu đề anh em cũng biết ở đây thì bọn mình quyết định là sẽ chấp 4 dao rồi lật kèo bằng cách là tanh bo bằng con nhân vật mới Capella nhá. À nhầm, con nhân vật này được làm lại nha anh em ơi. Đấy, thì con nhân vật này có nghĩa là anh em mà cầm súng thì anh em bắn vào đồng đội anh em ơi, hoặc là đồng đội anh em chơi kỹ năng đấy bắn vào anh em thì chắc chắn là sẽ được cộng máu nha anh em ơi. Đấy, nói chung là khá là bá đấy anh em ơi. Thì không biết là liệu có tanh bo không thì mình còn chưa biết anh em ạ. Đã thế lại còn phải chấp 4 dao nữa cơ anh em ơi. Nói chung là kèo này cũng khá là căng anh em ơi, nhưng mà thôi, đã hứa với anh em rồi mình sẽ làm nha anh em ơi. Rồi, trận đầu tiên là mình sẽ cố gắng mình ăn một kill đi cho nó vui đi anh em ơi. Rồi, rất là kịp ăn được kill nào anh em ạ. Mình định là ăn được một kill anh em ơi, rồi cho thằng kia nó giết mình thì nó hợp lý hơn anh em nha. Không sao anh em ơi, lại nhanh anh em ơi, trận này phải cố gắng được một kill. Đó, không biết liệu có được hay không đây. Mình sẽ cố gắng nhá. Rồi, mình và Subi sẽ quyết định là chấp đến khi nào 0-4 thì bắt đầu bọn mình mới quyết định là tanh bo lật kèo anh em ơi. Đấy rồi. Rồi, à, một tanh nhiện. À, anh bắt nó này. Ok, cuối cùng mình đã ăn được một kill danh dự rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ mình bắn tao đây. Đã quyết định là chấp mày 4 dao rồi cơ mà. Sao phải xoắn luôn anh em. Rồi, thằng này nó ăn kiệm mình kìa anh em ơi. Cay thế nhỉ. Ok, không sao anh em, tiếp tục nhá. 0-2 rồi. Ui giời, thằng là bắn đây. Thằng là bắn mà đau thế. Ui giời, Subi đã gục luôn rồi kìa anh em ơi. Trận này mình sẽ cho chúng nó đuổi mình một xíu nhá. À, mày bắn ai? Tí thì ăn được thêm kill nữa anh em ơi. Ui, nó kìa mình kìa. Ui, thằng này danh cao thủ luôn à. Kinh nha. Trời ơi, khiếp nha. Ok, tiếp tục nha anh em ơi. Trận đấu lật kèo. À nhầm, trận đấu chấp thứ tư anh em ạ. Rồi, Subi toang luôn rồi. Mình sẽ cố gắng xử lý cái thằng nó vừa khịa mình nhanh em ơi. Mày khịa đạo mày. Mày khịa đạo mày. Ok, vừa bắn gục nó xong thì thằng đồng đội nó bắn mình luôn. Rồi ok, tỷ số là 0-4 rồi nhanh em ơi. Thì bây giờ mình bắt đầu là bật chế độ gọi là lật kèo nhanh em ơi. Tanh bo. Đấy, và không biết liệu có tanh đấy không. Thì trước hết là bọn mình sẽ phải cố gắng kiểu như là chạy vào trong tâm bo trước anh em ơi, rồi lật kèo nhanh em ơi. Đó, thì Subi như là mang cái quả kèo mà hình như mang Nari nào anh em ơi. Thì mình nghĩ là chắc định nó không bắn nổ được kèo rồi anh em ơi. Đó, thì bây giờ mình quyết định là sẽ Subi sẽ cố gắng núp đến cuối bo nhanh em ơi, rồi bắt đầu tanh nhá. Không biết là liệu có núp được đến cuối không anh em ơi. Thì bây giờ phải cố gắng anh em ạ. Mới đầu cứ đứng đây anh em ạ, để cho địch nó đi tìm nhanh em ơi. Địch nó chạy ra chỗ nào thì bọn mình sẽ chạy ngược lại nhanh em ơi. Đấy. Ok, thì cuối cùng là bọn mình đã vào được thành công là tâm bo rồi nhanh em ơi. Đấy, mình sẽ tắt cái bản đồ đi nha, cho thêm phần kịch tính là mình sẽ không biết là bao giờ bo nó thu vào nhanh em ơi. Rồi địch mình nghĩ là vẫn đang đi tìm bọn mình, chắc là chưa thấy thôi anh em ơi. Bởi vì hiện tại bọn mình đang ở trên cao cơ mà anh em ơi. Đấy, địch nó đang tìm ở dưới nhưng mà chắc nó chưa thấy. Đó, và nó thấy có khi nó cũng chưa bắn nổ được kèo thôi anh em ơi. Vì là quả kèo của bọn mình là hình như là Nari anh em ơi, Subi mang Nari nào anh em ơi. Nên là mình nghĩ là rất là khó bắn nổ anh em ơi. Rồi, bó đang thu rồi anh em ơi. Bó đang thu rồi. Và bây giờ bọn mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn mình sẽ không dùng máu nha anh em ơi, chỉ dùng kỹ năng của nhân vật Nari thôi nha anh em ơi, chứ không dùng máu nha, chứ dùng máu là đơn giản quá anh em nhỉ. Đúng anh em ơi. Ok. Rồi ok, so kèo đã lổ anh như nào? Toàn rồi. Địch đâu rồi anh em ơi? Địch hình như... Ơ! À, sao địch này? Sao địch này ở chỗ bông kia trắng kia như nào? Ủa? Là sao? Ơ, à, như bọn này chấp bọn mình như nào nhỉ? Bây giờ bọn nó này chấp ngược lại bọn mình như nào nhỉ anh em nhỉ? Vát trưởng. Thôi ra anh em ơi. Lại. Phát này tiếp tục là bọn mình đã chạy được vào bo rồi nha anh em ơi. Chạy được vào giữa tâm bo rồi anh em ạ. Đấy, địch nó vẫn chưa nhìn thấy bởi vì Subi đặt quả keo này anh em ơi. Thì sẽ che cái tầm nhìn của địch anh em ạ. Đấy, bây giờ bo gần thu vào mình mới đặt nhanh anh em ơi. Chứ mình đặt sớm quá nó sẽ lổ như vừa xong đấy anh em ạ. Đó. Ok cho anh em ơi, hợp lý chưa? Không biết là liệu trận này bọn mình có
tanh được hay không, hay là bị địch nó quấn máu thì cũng mệt đấy. Nhưng địch nó vẫn chưa biết chiến thuật của bọn mình là tanh bo đâu anh em ơi, nên là mình nghĩ là địch nó chưa đưa máu cho nhau thôi anh em ạ. Đấy, nên là mình nghĩ là có thể là tanh được đấy anh em ơi. Đấy, chỉ cần dùng súng thôi anh em ạ. Đấy, ok, bo đang thu rồi. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị là bắn luôn này. Đấy, anh em chỉ cần bắn vào đồng đội của anh em thôi thì chắc chắn anh em sẽ được cộng máu anh em thấy chưa. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn rồi anh em ơi. Quá, còn gì nữa không tuyệt vời nữa anh em nhỉ. 2-4 rồi. Ok, trận này mình sẽ bật cái bản đồ lên nha anh em ơi. Để mình sẽ quay cho anh em cái đoạn mà mình chạy để chạy vào bo cuối nha anh em ơi. Nói chung là khá là kịch tính và căng thẳng đấy anh em ơi. Đấy, bọn mình phải đi trốn địch anh em ạ, chứ không thể địch nhìn thấy, địch nhìn thấy là bắn bọn mình toang đấy anh em ơi. Mà nó thẳng ra bọn này không có kỹ năng đâu anh em ơi. Nó gặp mình mà nó bắn trúng một vài viên nó không kéo được lên đầu anh em ạ. May là gặp bọn này chứ gặp mà mấy bờ đồ thách đấu thì khả năng là bọn mình thua luôn từ vòng gửi xe anh ạ. Ok, ui giời, anh em thấy chưa? Nó nhìn thấy mình nó đối diện mình mà nó chỉ bắn được Subi kìa anh em ơi. Subi mất một tí máu anh ạ. Mình vẫn còn ôi! Sao thằng này nằm đây? Ôi ơi. Này nằm đây thôi anh ạ. Thôi mình không muốn bắn nha anh em ơi, chứ mình bắn liên cục cả đôi thì làm sao mình tanh bo được đúng không anh em? Đã làm thử thách tanh bo bây giờ lại còn bắn thắng luôn thì anh em này bảo là chứ bẩn. Đấy, nên là mình sẽ không bắn nhá. Ok. Bọn mình đã nói chung là gần vào bo rồi. Ok, thằng nó ném. Ơ đã trưởng, thằng này nó ném cả đồng đội luôn anh em ơi, đồng đội nó gục luôn kìa. Thằng này đúng là hài thực sự anh em ơi. Trời ơi, chôn cả đồng đội luôn hả? Ok, không sai anh em ơi. Tỷ số là 2-4 rồi nhá. Bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị chạy vào đây thôi. Chạy vào đây đặt keo luôn. Không biết địch ở đâu nhưng bọn mình sẽ đợi Subi vào đây rồi đặt. Đó. Rồi mình nghĩ là địch quả này làm sao mà có thể dám bắn nổ keo đúng không anh em ơi? Bắn nổ keo là địch sẽ sợ bọn mình bắn, nên là mình nghĩ là địch nó sẽ chơi tanh bo anh em ơi. Rồi bây giờ bọn mình sẽ tanh bo nhá. Đấy, nó nghĩ nó là tâm bo mà nó thắng được bọn mình á? Không có đâu. Nào, bo thu đi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ bắn vào nhau nhanh anh em ơi. Đấy, để cho được cộng máu nha. Rồi 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 rồi. Bo đã thu trắng mà mình rồi, à, trắng bản đồ rồi. Ok, chiến thắng luôn rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. 2-4 rồi, à nhầm 3-4 rồi nhá. Rồi quả keo đây, keo 4-4 nha anh em ơi. Thì bọn mình đã thu được vào gần tâm bo rồi anh em ơi. Bây giờ mình tiếp tục vào cái quần máu tiếp nha. Rồi thì bọn mình đã quay keo rồi nha anh em ơi. Mong địch nó không bắn đổ keo anh em ơi. Chứ bây giờ hai thằng đấy mà nó bắn đổ keo là bọn mình toang đấy anh em ạ. Rồi Subi đã đặt thêm một quả keo nữa ở ngoài rồi. Subi tự nhiên trận này quên hình như mang keo lùn anh em ơi. Vã trưởng ở đây anh em ạ, tăng độ khó cho game à. Không sai anh em ơi. Nói chung là mình tin là bọn mình sẽ cố gắng chiến thắng được. Đó, bọn mình sẽ chơi chiến thuật nha. Ok, bán đôi anh em ơi. Bán đôi. Rồi không biết liệu có thắng ơi. Ơi gì ơi. Ơi kìa. Ui thoát tim anh em ạ, nó bắn đổ keo anh em ơi. Trời ơi, tí thì thua. 4-0 kìa. Không sai anh em ơi. Keo cuối cùng anh em ạ. Rồi quả này mà thua nữa thì khóc luôn anh em ơi. 5-4 thua nữa thì mình phải quay lại. Ui ơi. Thằng này thua ở đâu mà bắn kìa. Trời ơi, bạn ơi bình tĩnh nào bạn. Bạn ơi bình tĩnh nào. Trời ơi, may nó bắn qua cái này không được tính đam anh em ơi, chứ không là bọn mình toang nhá. Nếu mà tẩn được quả bom vào ngoài nữa thì thôi đấy. Khỏi chơi game thôi anh em ơi. Ok ok, máy của anh em ơi, đây nó đang tẩn shit rồi kìa. Bọn này nó chơi xanh chín trận này như nó chơi quấn bo này anh em ơi, nó không thèm bắn đổ keo anh em ạ. Thôi được rồi. Chơi xanh chín thì mình cũng chơi luôn. Mình cũng không dùng máu luôn nha anh em ơi. Ok ok ok. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Rồi, bây giờ mình sẽ phải hết sức chú ý anh em ơi. Rồi ok, bạn đây bạn ơi. Bạn đi Subi ơi, ok, đồng đội của nó đang một người gục rồi, còn một thằng nữa. Hình như nó đưa hết máu cho thằng kia anh em ơi. Nó đưa hết máu cho thằng kia rồi. Vâng, thằng kia đang quấn. Cuối cùng giành chiến thắng rồi anh em ơi. Wow, thoát tim anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến đây nhá. Bye bye anh em.